Giờ này rồi xe buýt đâu chạy nữa mà mấy chú ngồi đó đón. Hãy đón nhận tấm chân tình của con đi. Hả? Cái gì? Ai dụ? Phục vụ hết mày nha. Đúng rồi, phục vụ tận mà tận miệng luôn. Phục vụ tận miệng cũng ngon luôn. Trời ơi, có con chó nữa, con chó được tiên nha. Còn... sao vậy? Không, lấy nhiều đi, còn nhiều lắm, nhà một kho. Đợi xíu nè, đợi xíu. Mỗi người ba ổ, mỗi người ba ổ dài dài. Còn cái con này nè, cái con này cho nó hai ổ mì gà. Ủa, cho nó hai ổ mì gà cho nó ăn. Rồi. Nhiều lắm, ở nhà buôn lậu bánh quá trời. Xuống dưới kìa. Vậy hả, thôi xuống dưới giật, xuống dưới bu lại giật lắm. Bây giờ uống sữa không, uống sữa không? Có sữa rồi. Uống sữa, lấy khẩu trang đeo không? Đợi xíu. Trời ơi, cho bánh công sức người ta đi mà bây giờ chở về thấy mẹ luôn, lấy giùm cho nhẹ xe đi. Biết rồi, ở dưới cho rồi, ở dưới cho rồi, bu lại giật quá trời luôn. Thôi không lấy đâu, thôi tôi có cái. Đây, ông đó, gì vậy? Ông Tài Lanh nữa à, chú lấy đi, chú. Không, một cái một à, không có xài nhiều. Chú, mới vừa chặt. Cái khẩu trang vải đó, nó không có kháng khuẩn tốt, giữ cái này đi. Đeo cái này. Chú giữ con buồn á, chú giữ con buồn, mai con không đi nữa. Mô Phật. Trời ơi, hiếu điều. Đi cho đồ mà đi năn nỉ nữa. Khổ quá à. Mấy chú giữ sức khỏe nha.